Câu chuyện hai trái dừa. Một cô gái hỏi: "Bao nhiêu tiền một trái dừa vậy ông?" Ông già bán dừa trả lời cô gái: "Thưa cô, 10.000 một trái." Cô gái nói: "Bán cho tôi hai trái 15.000 được chứ?" "Không được, tôi đi chỗ khác." Người bán dừa trả lời: "Cô lấy đi 15.000 hai trái. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt rồi, bởi vì cả ngày nay tôi chưa bán được cho ai cả." Cô gái lấy hai trái dừa và bỏ đi với cảm giác của một người chiến thắng. Cô ấy bước vào xe hơi và đi đón cô bạn. Cả hai cùng tới một quán ăn sang trọng. Hai cô gái ngồi xuống bàn và gọi những thứ mình thích. Họ chỉ ăn một ít và để lại rất nhiều thứ mà họ gọi ra. Sau đó cô ta thanh toán hóa đơn. Hóa đơn là 950.000. Cô gái đưa 1 triệu và nói với chủ quán: "Khỏi thối." Sự việc này có vẻ rất bình thường đối với ông chủ giàu có, nhưng nó rất đau đớn cho người bán dừa tội nghiệp. Tại sao chúng ta thể hiện sự tính toán chi li chúng ta khi mua hàng của những người nghèo khổ tội nghiệp? Và tại sao chúng ta lại quá hào phóng với những người không cần sự hào phóng của chúng ta? Mỗi lần một đứa trẻ nghèo đến với chúng tôi để bán một cái gì đó đơn giản, tôi lại nhớ về ba tôi. Ba tôi thường mua những món đồ lặt vặt từ những người nghèo khó với giá cao, mặc dù ông không thực sự là cần đến chúng. Có lần tôi thắc mắc hỏi ba về hành động kỳ quặc đó, thì ba tôi nói, đó chính là giá trị của cái gọi là từ thiện.